Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của VNQ. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo chữ chạy ngang màn hình. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách, đó là cách thứ nhất, đó là chỉ có chữ chạy ngang màn hình thôi. Và cách thứ hai, như các bạn nhìn trên màn hình, đó là cả chữ và hình ảnh hoặc là icon chạy ngang màn hình. Để thực hiện nó như thế nào thì các bạn hãy theo dõi mình nhé. Ở đây, ví dụ mình sẽ tạo một cái chữ chạy ngang màn hình ở phía dưới này cho cái video này. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn vào cái mục đó là cái phần menu điều chỉnh này, File. Đấy, OK. Sau đó là New này. Các bạn chọn vào cái Legacy Title này nhé. Bấm vào này. Rồi, OK. Khi các bạn mở cái Legacy Title này, có thể là của các bạn nó sẽ nhỏ, nhỏ như thế này. Đấy, thì các bạn sẽ phóng to ra để dễ sử dụng nhé. Thì các bạn sẽ để con trỏ chuột ở phía dưới góc này này. Đấy, phía cái góc dưới này này, khi mà các bạn để vào nó sẽ hiển thị cái mũi tên chéo này này, mũi tên chéo này. Đấy, các bạn sẽ phóng to nó ra. Đấy, phóng to này ra để các bạn dễ dàng sử dụng nhá. Đây, đoạn này các bạn cũng thể phóng to ra này để chúng ta dễ dàng nhìn hơn và thao tác này. Để con chuột chuột ở giữa này nhá. Rồi, sau đó các bạn sẽ kéo này. Đấy. Ở đây bước đầu tiên thì mình sẽ tạo cái nền cho cái chữ chạy ngang nhá. Mình sẽ tạo này. Các bạn sẽ bấm con trỏ chuột vào đây. Đây. Đấy, bấm vào hình vuông này. Nếu các bạn mà muốn chọn hình khác thì có thể chọn ở trong này. Ở đây chọn hình vuông nhé. Xong các bạn kéo này. Các bạn đặt vào cái vị trí này. Các bạn nhìn con trỏ chuột này, đặt vào đây này. Giữ con trỏ chuột này. Đấy, giữ nhá. Giữ con trỏ chuột này, kéo sang này. Dê chuột sang bên, sang ngang này. Đấy. Rồi. Sau khi mà bạn tạo xong thì các bạn sẽ điều chỉnh vị trí cho nó nhé. Đây, các bạn sẽ chọn vào cái mũi tên này. Đưa con chọc chuột về mũi tên này. Sau đó đặt vào cái background mà các bạn vừa tạo này. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy cái mũi tên màu đen nó nháy nháy đấy. Đấy. Các bạn có thể di chuyển đến vị trí nào các bạn muốn này. Đây, ví dụ mình đặt vị trí này nhé. Nếu mà cái bạn vừa tạo ấy, nó to quá hay nhỏ quá như thế nào thì các bạn có thể điều chỉnh nó nhé. Ví dụ như là các bạn có thể là phóng to nó ra. Đây, các bạn sẽ đặt vào cái dấu chấm đây này. Dấu chấm điểm giữa này này. Nó sẽ hiển thị ra hai cái mũi tên ngược nhau màu đen đấy. Nếu mà muốn to hơn thì kéo lên trên, còn nhỏ hơn thì kéo xuống dưới. Đấy, tương tự hai đầu cũng thế. Đấy. Rồi. OK. Hai cái phần đầu thừa này thì các bạn cứ để nó nhé. Nó sẽ không hiển thị trên hình đâu. Ở đây nó sẽ chỉ hiển thị ở trong cái khung này thôi. Các bạn nhìn thấy ở trong khung này này. Đấy. Sau đó các bạn có thể điều chỉnh màu cho nó này. Đây. Giữ con trỏ chuột ở đây, kéo sang ngang để nhìn thấy rõ hơn nhé. Các bạn có thể thay đổi màu cho cái background này bằng cách là chọn vào cái màu trắng này này, cái color này này, bấm vào đây. Ở cái thanh trượt này thì nó sẽ có các màu khác nhau, thì các bạn sẽ chọn vào đây, bấm chuột vào đây. Các bạn thích màu nào thì các bạn bấm vào nhé. Sau đó các bạn sẽ chọn sang cái vị trí bên này là cái hệ màu. Đấy, ví dụ như là chọn màu xanh này thì các bạn sẽ di chuyển này, chọn màu xanh này, bấm OK. Đấy, khi các bạn mà bấm OK thì cái background mà các bạn vừa tạo nó sẽ chuyển màu theo các bạn chọn nhé. Ở đây mình sẽ chọn là cái màu trắng này. Đấy, mình chọn màu trắng thì mình sẽ kéo sang màu trắng này. Đây, dịch lên một chút. Rồi, sau đó bấm OK này. Đấy. Sau khi mà các bạn tạo xong thì các bạn sẽ bấm vào dấu X ở tắt nó đi này. Ở góc phải phía trên màn hình nhé. Close đi này. Khi các bạn mà close nó đi thì nó sẽ không hiển thị luôn ở trên cái phần timeline làm việc này đâu, mà nó sẽ hiển thị ở trong cái phần project, cái phần mà các bạn đưa dữ liệu vào ấy. Đây, cái phần mà các bạn đưa dữ liệu vào này này. Đấy. Nó có tên, ví dụ như cái đầu tiên của bạn tạo thì nó sẽ có tên là title 1, của mình là tạo cái thứ ba thì nó sẽ tên là title 3. Đấy. Các bạn bấm vào nhá, giữ con trỏ chuột này. Giữ con trỏ chuột thì nó sẽ hiển thị cái bàn tay nhá, xong các bạn kéo sang này. Rồi các bạn sẽ đặt lên cái phần đường hình ở trong phần timeline này. Đấy. Mình sẽ phóng to nó lên nhé. Mình sẽ phóng to nó lên. Sau khi mà các bạn đã tạo được cái background cho cái chữ rồi ấy, thì các bạn sẽ tiến hành là bước thứ hai. Đó là các bạn sẽ nhập chữ, nhập văn bản. Đây. Các bạn sẽ vào phòng file này. New này. Rồi, cũng vào cái legacy title này. Đấy. Bấm OK. Ở đây các bạn sẽ nhập cái văn bản mà các bạn mong muốn. Thì có thể là ví dụ như các bạn làm video về bán hàng chẳng hạn, thì các bạn có thể để lại thông tin, ví dụ như là địa chỉ này, thông tin liên hệ như là Facebook, website, YouTube và số điện thoại.
Đấy. Thì đây mình ví dụ này. Sẽ nhập văn bản nhé. Đây, các bạn sẽ chọn chỗ cái chữ T này này. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Đấy, các bạn đặt vào đây các bạn sẽ thấy cái mũi tên màu đen này và cái ô vuông kẻ nét đứt nhé. Các bạn sẽ bấm vào này. Rồi, nó sẽ hiển thị cái thanh cho các bạn nhập văn bản nhé. Rồi các bạn sẽ nhập, ví dụ như là mình ghi là địa chỉ đi. Đấy, các bạn sẽ nhập. Rồi, sau đó các bạn sẽ tiến hành nhập văn bản. Đây, mình ví dụ nhé. Địa chỉ này. Các bạn có thể là viết hết nó tràn ra ngoài cũng được nhé. Nếu địa chỉ của bạn, nếu mà thông tin của bạn nó dài thì các bạn có viết hết nó ra ngoài này cũng được nhé. Nếu các bạn mà viết nó chỉ ở trong cái khoảng này thì các bạn có thể là khoanh điều này. Các bạn có thể tạo vùng chọn để thay đổi phông chữ, màu chữ được bằng cách là kéo này. Còn nếu các bạn mà viết nó tràn ra ngoài thì các bạn sẽ bấm vào bất kỳ một cái vị trí nào đấy ở trên cái chữ mà các bạn vừa viết này, bấm vào đây. Sau đó các bạn sẽ chọn Ctrl A này. Đấy, Ctrl A nó sẽ tạo vùng chọn cho tất cả các đoạn mà các bạn vừa viết nhé. Ok, sau đó các bạn sẽ đổi phông chữ này. Rồi mình sẽ kéo ra để dễ nhìn này. Đổi phông chữ ở cái phông family này. Đấy, chọn vào đây. Tìm đến cái phông chữ mà các bạn mong muốn. Đấy. Ở đây các bạn sẽ tìm đến phông chữ mình mong muốn nhé. Đây mình sẽ nhập luôn. Đây. Mình sẽ nhập luôn của mình cho nhanh này. Ok, ví dụ như mình sử dụng phông chữ này này. Sau đó mình sẽ điều chỉnh đó là màu chữ này. Color này. Nó cũng tương tự như cái phần background thì các bạn muốn chọn cái màu nào thì các bạn sẽ chọn vào cái phần màu sắc này nhé. Sau đó các bạn sẽ chấm điểm màu mà các bạn mong muốn. Ví dụ là màu xanh này. Đấy, chọn vào đây này. Sau đó bấm OK này. Đấy. OK, sau đó mình sẽ điều chỉnh phông size. Phông size thì ở đây các bạn có thể kéo con trỏ chuột hoặc là nhập trực tiếp thông số trên này. Ví dụ 50 thì bấm 50 vào đây. Đấy. Đấy. Rồi. Ở đây mình sẽ kéo cái vị trí của văn bản nó xuống đây cho nó vừa với lại cái background nhé. Thì bấm cái con trỏ chuột vào cái mũi tên này này. Đấy. Sau đó giữ vào đây, di chuyển nó xuống. Rồi. OK. Ở đây mình viết sai chính tả cái này. Khi các bạn viết sai thì các bạn có thể điều chỉnh nhé. Chọn vào cái chữ T này này. Sau đó đặt vào vị trí mà các bạn viết sai. Rồi, điều chỉnh nó thôi. Xóa đi hoặc thêm sửa gì đấy. OK này. Đây, mình sẽ điều chỉnh cái phông cái chữ này nó nhỏ xuống bớt nhé. Đây, 40 đi. Rồi, OK. Điều chỉnh xuống một chút. Ở đây cái màu sắc này các bạn cũng có thể thay đổi màu nhé. Thay đổi màu, thay đổi phông của từng cái vị trí. Ví dụ như là mình muốn số điện thoại của mình nó nổi lên thì mình sẽ thay đổi cái màu của nó này. Chọn sang ngang này. Đấy, mình sẽ chọn vào cái số điện thoại này, sau đó mình sẽ chọn màu này. OK, màu đỏ này. Rồi, màu OK này. Đây mình có thể là tạo cái chữ nó khác luôn. Thì mình đây mình sẽ cho nó dày cái nét chữ lên nhá. Đây mình sẽ chọn nó dày nét chữ lên này. Đấy, cho nó nổi lên. OK. Sau khi mà các bạn đã tạo xong cái chữ của bạn rồi ấy, thì bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo chuyển động cho cái chữ này nhá. Đây, các bạn sẽ chọn con trỏ chuột vào đây. Ở cạnh chữ T này này, nó có hai cái mũi tên ngược nhau ấy, các bạn bấm vào này. Ở đây nó sẽ có các chuyển động này, ví dụ cái roll là chuyển động cuộn này, còn cái left right này thì cái left này nó sẽ chuyển động từ bên phải sang bên trái, còn cái right này thì nó sẽ chuyển động từ bên trái sang bên phải. Đấy, thì mình sẽ chọn từ bên phải sang bên trái nhé, chọn đây. Sau đó các bạn bấm tích vào hai cái phần này nhé, bấm tích vào đây thì nó mới chuyển động nhé. Đấy, sau đó các bạn chọn OK này. Rồi, tắt nó đi. Sau khi tắt nó đi thì nó cũng chưa hiển thị luôn trên phần timeline làm việc đâu. Nó sẽ ở trong cái phần import dữ liệu. Thì các bạn sẽ vào đấy và tìm nhé. Ở đây mình sẽ... Đây, ở đây mình vừa tạo cái title thứ tư thì nó sẽ tên là cái title 4 này. Rồi các bạn giữ con trò chuột này. Kéo nó sang nhé. OK, sau khi kéo nó sang rồi thì các bạn sẽ xem nó chuyển động này. Đưa con trò chuột về phần đầu tiên này. Rồi bấm chạy để xem cái chuyển động này. Chuyển động của nó nhanh hay chậm thì các bạn sẽ điều chỉnh bằng cách nó là kéo cái này này, kéo cái phần này. Đấy. Kéo càng dài thì chuyển động càng chậm này. Đây, ví dụ mình kéo ra rất là xa này. Đấy. Đấy, thì nó chuyển động chậm này. Các bạn sẽ thu nhỏ nó lại để dễ dàng thao tác nhé. Đây. Tiếp. Đấy. Các bạn kéo dài đến đâu, kéo cái phần chữ này dài đâu thì các bạn sẽ kéo cái background đến đấy nhá. Đây. Đây.
Xem tốc độ nhé. Rồi, ok. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn cách để tạo cái chữ chạy ngang màn hình trên video. Thì cách thứ hai đó là các bạn sẽ sử dụng chữ và hình ảnh hoặc là cái icon. Ví dụ ở đây mình sẽ bỏ cái địa chỉ đi bằng những cái icon của địa chỉ này. Ví dụ Facebook cũng thế, mình bỏ cái từ Facebook đi mà mình sẽ tạo, mình lấy cái icon Facebook. Thì các bạn có thể là lấy cái icon đấy hoặc hình ảnh đấy ở trên Google nhé. Các bạn lên Google này, cần gõ ví dụ như là ví dụ như là Facebook đi, thì các bạn sẽ chọn đó là, thì các bạn sẽ gõ đó là icon Facebook đấy, png. Rồi các bạn ra hình ảnh này đấy, thì các bạn sẽ tải những cái icon này về và đưa vào cái phần mềm nhé. Đấy. Ở đây mình đã tải sẵn những cái icon đấy rồi, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn này. Đấy. Thì mình sẽ vẫn sử dụng những cái thông tin mà mình vừa nhập này. Mình chỉ bỏ cái văn bản, ví dụ địa chỉ này, Facebook này, YouTube này đi nhá. Đây, các bạn sẽ bấm kích đúp chuột vào cái title text nhá. Title text chứ không phải là cái phần background đâu. Đấy, chọn vào cái này. Rồi, bấm kích chuột đột vào. Ở đây các bạn sẽ xóa cái phần văn bản mà các bạn không muốn đi. Ví dụ mình địa chỉ này, xóa đi này. Chọn con trỏ chuột này, rồi quẹt này, tạo vùng chọn này, rồi xóa đi, bấm delete ở trên bàn phím hoặc là bấm chuột phải này, bấm cái delete này, đấy. Cái này cũng tương tự này, rồi bấm clear này, clear, rồi đi, ok. Sau đó các bạn sẽ tạo một cái khoảng trống nhé, khoảng trống để chúng ta chèn cái icon vào những cái vị trí này nhé. Đây, tạo khoảng trống thì các bạn đặt con trò chuột vào, ấn dấu cách nhé. Dấu cách để tạo khoảng trống này. Đây. Đấy, các bạn dễ giãn cách nó đều ra nhé. Giãn cách nó đều ra. Ok, dài quá. Ok, sau đó các bạn sẽ tắt đi này. Tắt đi này. Đấy, các bạn sẽ thấy chuyển động. Cái chữ của chúng ta đã không còn những cái địa chỉ này, những cái thông tin địa chỉ liên hệ các thứ này. Mình sẽ thay đó bằng cái thông tin đấy bằng cái icon nhá. Các bạn sẽ kéo cái phần timeline này, thêm cái phần hình ảnh để chúng ta dễ nhìn nhá. Đây, kéo nó xuống này. Rồi, đầu tiên là địa chỉ này, thì mình sẽ chọn cái icon đó là cái địa chỉ này nhá, giữ chuột chuột này, kéo sang này. Ở đây mình sẽ scale, mình sẽ thu nhỏ cái icon vừa với lại cái text này nhá, cái văn bản này nhá. Đây, chọn vào cái phần icon này. Đấy, sau đó các bạn sẽ chọn vào motion này. Rồi, chọn motion sẽ nó sẽ hiển thị cái viền xung quanh này. Đấy. Thì chúng ta sẽ đặt con trỏ chuột vào những cái vị trí điểm chấm này này. Rồi thu nhỏ nó xuống. Rồi dịch chuyển nó xuống vị trí mà chúng ta cần dịch chuyển nhá. Đây, mình sẽ đặt xuống đây này. Mình sẽ phóng to nó ra để dễ nhìn nhá. Đây, mình sẽ phóng to nó ra này. Đấy, điều chỉnh. Rồi, ok. Những cái icon khác thì mình cũng sẽ đưa luôn vào nhá. Mình cũng sẽ đưa luôn vào điều chỉnh kích thước cho nó vừa với nhau nhá. Đây. Mình sẽ kéo xuống xuống này. Facebook này. YouTube này. Phone này. Đấy, ok. Đây, Facebook này. Chọn này. Kéo nó xuống này, điều chỉnh này. Ok, sau khi mà các bạn đã điều chỉnh được kích thước của những cái hình ảnh, cái icon rồi, thì các bạn sẽ chọn ra một cái icon để bắt đầu làm việc đầu trước tiên nhé. Đây, mình sẽ bỏ ba cái icon này về phía sau này. Đấy, mình sẽ làm việc với cái phần địa chỉ trước nhé. Rồi ở đây mình sẽ căn này. Ở đây mình sẽ phải cây cái motion, cái icon của mình chạy theo cái chữ này nhé, chạy theo cái chữ của chúng ta vừa tạo nhé. Ở đây mình sẽ đưa cái thanh này vị trí đầu tiên này. Đấy. Sau đó các bạn sẽ lên cái phần motion này. Nếu mà cái phần timeline mà các bạn nhỏ quá thì các bạn phải phóng to ra để dễ nhìn nhá.
Đây, giữ con trỏ chuột này kiểu phóng to ra. Cái phần này nhỏ quá thì các bạn có thể giữ con trỏ chuột vào đây này. Đấy, xuất hiện ra hai cái mũi tên đen ngược chiều ấy. Rồi, kéo nó ra để chúng ta dễ nhìn hơn trên này nhá. Rồi, ở đây các bạn sẽ chọn vào cái phần motion này. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái phần đó là phần position. Ở đây các bạn sẽ chọn vào cái motion nhá. Sau đó là cái phần đó là phần position này. Position này nó sẽ có hai chuyển động, đó là chuyển động ngang và chuyển động dọc. Thì ở đây các bạn chỉ quan tâm đến chuyển động ngang thôi nhá. Cái chuyển động ngang nhá. Đây, sẽ cho các bạn xem này. Đấy, chuyển động ngang này. Đấy, khi các bạn di chuyển cái này thì cái đối tượng của bạn nó sẽ di chuyển. Di thanh này, các bạn sẽ chấm vào cái position này. Đấy, một cái chấm thứ nhất, các bạn sẽ kéo cái này sang, tạo cái chấm thứ hai. Chấm thứ hai thì các bạn sẽ không tạo ở cái phần đầu này đâu, mà nó sẽ hiển thị ở bên này này. Đấy, ở giữa hai cái mũi tên này, các bạn sẽ bấm vào này nhá. Hai cái điểm này thì cái điểm đầu tiên là cái điểm mà chữ, cái đối tượng của các bạn nó sẽ xuất phát nhá. Còn cái điểm thứ hai này, cái điểm thứ hai này là cái điểm đích, là cái điểm kết thúc của cái chuyển động này nhá. Đầu tiên mình sẽ tạo cái điểm đầu của cái hình ảnh, của icon của mình nhá, điểm đầu chuyển động nhá. Các bạn nhớ là khi chúng ta, sau khi mà chúng ta tạo ra hai điểm này thì các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên này này. Nếu các bạn muốn tiến về, nếu các bạn muốn lùi về đằng sau thì các bạn sẽ bấm vào đây này. Đấy, để nó dịch chuyển chính xác đến cái vị trí mà các bạn đã tạo nhá. Còn muốn dịch chuyển về sau thì các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên này. Đấy, nếu các bạn mà dịch chuyển bằng cách là giữ con trỏ chuột này, kéo đây thì khi các bạn kéo này nó sẽ tạo ra những cái điểm khác nhá. Nó sẽ tạo ra cái điểm khác và nó sẽ không chính xác. Đấy, thì các bạn sẽ bấm vào đây này. Đấy, vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái vị trí đầu tiên của cái icon này. Đấy, mình sẽ kéo đến vị trí ở bên tay phải nhá. Đây, kéo sang này. Giữ, các bạn sẽ điều chỉnh thông số đây nhá. Giữ con trỏ chuột vào đây này. Kéo nó sang nhá. Đây, tạo điểm đầu. Điểm đầu của nó sẽ, các bạn sẽ không nhìn thấy, nó sẽ ở trong này nó đi ra này. Rồi, sau đó các bạn sẽ giữ con trỏ chuột vào đây, di chuyển nó vị trí trước này. Sau đó các bạn sẽ điều chỉnh đến cái vị trí thứ hai, các bạn sẽ bấm sang này, bấm vào cái mũi tên này để chọn vị trí thứ hai. Đây là điểm kết thúc của cái icon này. Đấy, cái hình ảnh này thì các bạn sẽ di chuyển bằng cách là các bạn sẽ kéo cái thông số này. Đây, kéo sang đây. Đây, đây là điểm kết thúc. Sau khi các bạn đã tạo được điểm đầu, điểm xuất phát và điểm kết thúc thì chúng ta sẽ điều chỉnh tốc độ sao cho tốc độ của cái chuyển động hình ảnh của chúng ta nó vừa với cái chuyển động, nó ăn khớp với cái chuyển động của cái chữ này nhá. Đây, mình sẽ để về đầu, bấm chạy thử này. Nó chuyển động rất là nhanh thì các bạn sẽ kéo nó sang này. Đấy, kéo nó sang bao giờ nó đến cái vị trí mà nó gần với cái điểm mà các bạn mong muốn nhá. Ví dụ như đến đây rồi ấy, mà vẫn còn một đoạn nữa mà khi chúng ta kéo kịch đây thì nó vẫn chưa đến được cái điểm này ấy, thì chúng ta sẽ kéo cái phần dưới này, cái phần timeline làm việc ấy. Đây, các bạn sẽ đặt cái con trỏ chuột xuống dưới này này. Đấy, kéo sang ngang để nó tạo ra cái vùng rộng hơn đấy. Sau khi các bạn kéo sang ngang thì nó sẽ hiển thị cái vùng này rộng hơn nhá. Rồi, các bạn sẽ tiếp tục di chuyển cái điểm này để sao cho nó vừa. Ok này. Đấy, mình sẽ xem thử chuyển động nhé. Đây, nó vẫn chuyển động rất là nhanh thì chúng ta sẽ tạo chuyển động nó chậm hơn nhé. Vẫn kéo cái này ra rộng hơn để có cái phần chúng ta điều chỉnh này. Đấy, kéo dịch ra một chút này. Đấy, rồi chúng ta sẽ xem chuyển động nhé. Rồi, ok. Đến đoạn này thôi, còn cái đoạn phần sau thừa thì chúng ta sẽ xóa đi nhé, phóng to đi. Đây, cắt, xóa bỏ đoạn sau đi. Đấy, xóa đi nhé. Ở đây các bạn sẽ chọn hai cái điểm đầu và điểm cuối này, chọn này, giữ con trỏ chuột này, kéo sang ngang này. Đấy, quẹt tạo cái vùng chọn hai cái điểm này. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái điểm chọn đầu và điểm chọn cuối này, bấm chuột phải này. Đấy, các bạn sẽ tạo chuyển động cho nó này. Cái này nó sẽ tạo cho chuyển động mượt hơn nhá. Đây, chọn vào cái auto này nhá. Rồi, sau khi bạn chọn vào thì hai cái điểm đầu đến cuối bạn nó sẽ chuyển sang cái hình tròn. Đây, sẽ xem chuyển động này. Tiếp theo mình sẽ điều chỉnh những cái icon khác nhá. Đây, icon Facebook này. Đấy, sẽ kéo về vị trí đầu tiên này. Sau đó kéo cho nó bằng với cái thời lượng của cái địa chỉ nhá, kéo này,
Đấy, kéo bằng này. Ok, sau đó mình sẽ copy luôn cái chuyển động dưới này. Copy luôn cái chuyển động dưới này. Đấy. Kéo nó sang nhá. Sau đó các bạn sẽ bấm chuột phải này. Copy này. Di chuyển, các bạn nhớ nhá. Di chuyển cái này sang vị trí đầu tiên này. Di chuyển cái thanh này. Đấy, đến vị trí đầu tiên. Xong chọn cái Facebook này. Chọn cái icon Facebook này. Rồi. Chúng ta sẽ chọn vào cái motion này nhá. Chọn motion này. Đấy. Xong bấm chuột phải vào cái vị trí đó là cái khoảng trống này. Sau đó các bạn bấm paste nhé. Đấy. Những cái icon tiếp theo thì các bạn cũng làm tương tự này. Đấy. Các bạn làm tương tự nữa. Kéo sang này. Rồi. Chúng ta cũng tạo này. Đấy. Copy này. Bấm paste này. Rồi. Tương tự. Ok, sau khi mình đã tạo một loạt chuyển động cho những cái icon rồi thì mình sẽ di chuyển nhá. Mình sẽ phải khớp các cái vị trí icon với cái văn bản, cái text đấy. Rồi. Mình sẽ kéo xuống về sau này. Ok. Đến cái đoạn này rồi chúng ta sẽ phải kéo cái Facebook này. Đây, kéo cái Facebook lên phía trước. Không phải là chúng ta sẽ để luôn ở vị trí đầu tiên nhá. Chúng ta sẽ kéo dịch ra phía sau một chút. Vì nó sẽ xuất hiện sau mà. Đấy, nó sẽ xuất hiện sau thì chúng ta sẽ kéo ra vị trí phía sau nhé. Đây, kéo tiếp này. Khi nào mà các bạn thấy nó khớp đến đúng cái vị trí thì các bạn thôi nhé. Đây, vẫn nhanh này. Đấy. Đối với những icon tiếp theo này. Rồi. Oh. Ok, rồi đến số điện thoại này. Di chuyển nó về trước này. Rồi, ok. Các bạn xem thử nhé. Như vậy mình đã vừa dẫn các bạn cách để tạo chữ văn bản chạy ngang qua video. Thì các bạn có bất kỳ câu hỏi nào có thể để lại bình luận dưới video. Đấy, các bạn thấy chia sẻ của mình hữu ích thì hãy like và subscribe ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.